Tiếp tục hôm trước là bên đổi Nobel, thì hôm nay thầy sẽ bắt đầu từ biến đổi tiếp theo là biến đổi Laplace đúng không? Thì khi bọn em học bên phần xử lý ảnh thì nó có cái bọn em chắc bọn học cái phần phát hiện biên bằng biến đổi Laplace hoặc là Laplace filter rồi đúng không? Thì hôm nay thầy sẽ dạy hướng dẫn bọn em là sử dụng OpenCV để thực hiện cái biến đổi Laplace như thế nào. Đấy. Thì cái toán tử Laplace ấy là cái toán tử đạo hàm bậc 2 áp dụng cho ảnh 2D đúng không? Thì cái công thức của nó, công thức xấp xỉ khi mà đấy bằng 1, đi bằng 1, tức là cho 1 pixel thì là đây đây chính là cái quá trình mà tính cái công thức nghe công thức đạo hàm bậc 2 cho ảnh 2D theo biến đổi Laplace. Đấy. Thì trên thực tế người ta sẽ dùng nhiều kiểu mặt nạ khác nhau để xấp xỉ dày dạng cái đạo hàm bậc 2 Laplace này. Thì đây là ba cái kiểu mặt nạ thường dùng đúng không? H1, H2, H3. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng OpenCV để mình thực hiện cái biến đổi Laplace này như thế nào. Thế thì bọn em quay trở lại đấy một chút nhé. Là cái phần mà cái phần convolutional ấy, tức là mình sẽ định nghĩa một cái cửa sổ đúng không? Trong đấy mình sẽ xét các cái hệ số lọc cho cái cửa sổ lọc đấy. Thì cái ảnh đầu ra chính là cái pháp nhân tương quan những cái vùng ảnh tương ứng với cái cửa sổ lọc khi mà cửa sổ lọc di chuyển khắp cái vùng ảnh đầu vào đấy. Thì cái ảnh được thì mình sẽ được cái ảnh đầu ra đúng không? Thì khi đó mình sẽ thiết kế cái bộ lọc convolutional, tức là mình sẽ định nghĩa một cái cửa sổ lọc được gọi là cái kernel ấy. Sau đấy mình sẽ xét các cái hệ số lọc cho cái cửa sổ lọc đấy đúng không? Sau đấy mình sẽ gọi cái hàm cái lệnh filter 2D này, này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng cái cách tương tự cho cái bộ lọc Laplace. Cho cái bộ lọc Laplace đúng không? Thì đây, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ thiết kế các cái bộ lọc filter 2D với cái bộ lọc có cửa sổ lọc và các cái hệ số lọc tương ứng với ba cái mặt nạ này. Đấy. Sau đấy trong OpenCV ấy thì nó có hỗ trợ cái lệnh trực tiếp là lệnh Laplacian này này. Thì cái lệnh này nó tương ứng với cửa sổ lọc H1 đúng không? Đấy. Thì các em để ý nhá. Bởi vì là cái bộ lọc này nó là có cái hệ số âm này này. Đấy. Nên cái đầu ra của nó thường nó sẽ có hệ số âm. Và nhiều khi cái giá trị của nó sẽ lớn hơn 8 bit đúng không? Trong khi cái ảnh đầu vào, cái ảnh mình đọc vào là cái ảnh 8 bit thì nó chỉ có khoảng giá trị từ 0 đến 255 thôi. Thì nếu mà mình vẫn giữ nguyên cái phép toán trên cái kiểu dữ liệu 8 bit thì nhiều khi nó sẽ bị tràn số và nó không thể hiện được cái phép cái dấu âm. Đấy, vì vậy nên là khi mình tính toán cái biến đổi Laplace mình phải chuyển nó sang cái kiểu dữ liệu 16F này này. 16F tức là signed cha đấy, tức là nó sẽ support số âm và support cái giải dữ liệu cao hơn. Thì khi đấy nó sẽ không bị tràn số đấy. Sau khi mình biến đổi sang 16F thì mình sẽ gọi cái hàm CV Laplacian này thôi. Thì Laplacian này nó sẽ có cái thông số là ảnh đầu vào, ảnh đầu ra là ảnh Laplace 16 bit đúng không? Và cái kiểu dữ liệu là 16S là 16 bit đúng không? Đấy. Thì các em có cái ảnh đầu ra nhé. Nếu mà bọn em cộng cái ảnh cộng cái ảnh đầu vào với cái ảnh đầu ra ấy, cộng khi mà cái tâm của cái bộ lọc là số dương, còn nếu là trừ thì tâm của bộ lọc là hệ số âm. Đấy thì bọn em sẽ được cái ảnh mới nó sắc nét hơn cái ảnh cũ. Sắc nét hơn là tại sao? Bởi vì cái ảnh mà sau qua cái biến đổi Laplace này này nó chính là cái ảnh chi tiết của các cái đối tượng trong ảnh. Cái đạo hàm bậc 2 nó sẽ cho ra cái ảnh chi tiết đúng không? Thì nếu mà mình khuếch đại cái ảnh chi tiết đấy lên, mình cộng với lại cái ảnh cũ ban đầu ấy, thì mình sẽ thấy mình có cảm giác như là các cái chi tiết của ảnh nó được khuếch đại lên, cho nên là mình sẽ thấy cái ảnh nó nét hơn đấy. Thì đây là cái biến đổi cái hàm OpenCV để thực hiện cái biến đổi Laplace. Thì thầy sẽ cho bạn xem cái sample code đây. Laplace đúng không? Đây. Thì đây là cái hàm CV sẽ đấy.
Thì thầy sẽ chạy cái hàm Laplace này cho bạn xem cái kết quả nó như thế nào. Đấy, thì như bạn em thấy nhé, thì đây là ảnh đầu vào này, đây là biến đổi Laplace, ảnh sau biến đổi Laplace đúng không, nó là ảnh chi tiết, ảnh chi tiết của ảnh đầu vào đấy. Sau đó mình cộng cái ảnh sau biến đổi này với cái ảnh đầu vào ấy, thì mình sẽ được một cái ảnh nó gọi là ảnh sắc nét hơn đấy. Mình thấy cái ảnh đầu ra nó nét hơn cái ảnh đầu vào chưa, đúng không? Thì khi đấy cái chi tiết nó nổi bật hơn đấy. Thì nếu mà bọn em muốn cái chi tiết nó khuếch đại hơn thì bọn em tăng nó lên, ví dụ như ở đây bọn em tăng nó lên 2 lần đúng không, 2 lần thì cái chi tiết nó sẽ được khuếch đại lên hơn đấy, chi tiết nó khuếch đại hơn. Nhưng mà có một cái điểm nữa là khi mà chi tiết nó khuếch đại hơn thì nhiễu nó cũng được khuếch đại hơn đúng không, thì bọn em cũng sẽ nhìn nhiễu nó rõ hơn đấy, nhiễu nó rõ hơn. Và khi mà bọn em khuếch đại lớn quá, ví dụ lên 5 lần chẳng hạn đúng không, thì em sẽ thấy chi tiết nó rõ, nhưng mà gần nếu mà nhiễu nó còn rõ hơn nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ nét của ảnh rất là nhiều đấy. Thì đây là cái cách mà bọn em sử dụng biến đổi Laplace nhé, là nó vừa tìm được biên của đối tượng và nó tìm được chi tiết của đối tượng đấy. Sau đấy mình cũng có thể sử dụng để mình tăng cường cái độ nét của ảnh lên được. Đấy là cách biến đổi Laplace. Còn như bọn em thấy thì đấy là khi mình sử dụng hàm trực tiếp OpenCV thì nó sẽ định nghĩa một cái kiểu mặt nạ là H1 thôi đúng không. Còn nếu mà bọn em muốn sử dụng cái kiểu mặt nạ H2, H3 thế nào thì bọn em sẽ không dùng cái hàm CV Laplacian này nữa, và khi đấy bọn em sẽ phải chuyển sang cái hàm 2D Filter này này, Filter 2D này này. Thì đây ví dụ như là thầy implement cái mặt nạ H1 bằng Filter 2D nhé, thì thầy cũng định nghĩa một cái kernel đúng không, cái kernel tức là cái cửa sổ lọc ấy, có cái nó chiều rộng là 3x3 đúng không. Thì khi đấy thầy sẽ phải xét cái giá trị của cái hệ số lọc cho cái kernel này này, tức là đầu tiên là cái hàng đầu tiên là 010 đúng không, thì cái hàng tiếp theo là 1-1 4-1 đúng không, và cái hàng cuối cùng nó lại là 010 đấy. Thì đây là cái quá trình để xét cái giá trị cho một cái cho cái ma chậm kernel đấy. Thì trước hết là thầy duyệt ảnh nhá, thầy duyệt ảnh từng hàng một từ trái qua phải đúng không, sau đấy thầy sẽ chuyển sang hàng tiếp theo từ trên xuống dưới y bằng 0 đến y nhỏ 3, nhưng mà từ trên xuống dưới đấy. Thì khi đấy thầy sẽ gắn giá trị từng pixel một, thầy duyệt ảnh từng pixel một từ trái qua phải từ trên xuống dưới đúng không. Thì khi mà y nó chạy từ trái qua phải từ trên xuống dưới thì mình sẽ chạy toàn bộ được cái ma chậm này đấy. Thì thầy sẽ xét nó là chính là cái giá trị này là từ không trừ một không đấy cho đến không đúng không. Thì 9 giá trị của kernel sẽ lần lượt được xét cho cái mặt nạ kernel 2D này đấy. Sau khi mình xét được cái mặt nạ kernel 2D, em để ý là cái kiểu dữ liệu là 16S nhé đấy. Sau khi mình xét được cái kiểu dữ liệu cho mặt nạ kernel 2D thì mình sẽ gọi cái hàm, mình sẽ đọc ảnh đầu vào đấy, sau đó mình sẽ chuyển cái ảnh đầu vào sang dạng 16S tương tự như cái code trước đúng không. Xong đấy thì mình sẽ convert sang dạng 16S. Tiếp theo là mình dùng cái hàm convolution filter 2D ấy, thì đầu vào là ảnh đầu vào này, ảnh đầu ra này. Ảnh đầu ra chính là cái ảnh biến đổi Laplace của mình đấy. Đấy. Định nghĩa kiểu dữ liệu là 16S và kernel là kernel 2D đúng không? Cái actor point này mình set -1-1 tức là tâm của bộ lọc nằm ở chính giữa bộ lọc, thấy không? Đơn giản. Thì sau khi mình được cái ảnh đầu ra Laplace thì mình muốn hiển thị nó lên, thì nó là kiểu dữ liệu 16S đúng không, thì mình phải chuyển nó sang dữ liệu 8U. Mình dùng cái hàm convert to đấy, output 8U đúng không, thì mình sẽ chuyển đổi nó thành kiểu dữ liệu 8U, và cái ảnh output 8U này sẽ được dùng để hiển thị đấy. Còn cái ảnh in hand này này thì đã như thầy nói lúc nãy thì bọn em chỉ cần cộng cái ảnh đầu vào và cái ảnh biến đổi Laplace, cái ảnh chi tiết thì mình sẽ được cái ảnh in hand đúng không? Đấy. Thì đấy, kết quả của cái biến đổi Laplace là đây. Thì cái 2D implementation này cũng có code mở đây rồi.
convolutional 2D đấy. Thì bọn em thấy nhá, thì thầy cũng tạo ma trận và xét cái giá trị cho ma trận này đúng không, thì thầy chạy nó lên thì nó cũng sẽ y nguyên như là cái hàm Laplace của OpenCV nó viết đấy. Đấy thì bọn em thấy là nó cũng giống hệt đúng không. À, đây là biến đổi ảnh, biến đổi Laplace và cái ảnh inhand đấy. Thì đó là bọn em nhớ cái cách nhá, cái cách mà mình thiết kế, tự thiết kế một cái bộ lọc là phải dùng convolutional 2D đấy. Mình sẽ xét các cái hệ số cho cái bộ lọc này. Thì đấy là cái cách mà mình tự thiết kế một bộ lọc tự tiếp theo là biến đổi Kenny đúng không? Kenny thì nó cũng tương tự như Laplace, nó sẽ được dùng để tìm, nhưng mà cái biên này thì nó mạnh hơn này. Đấy, ví dụ như bạn em thấy cái biến đổi Sobel này nhá, cái Sobel, biến đổi Sobel thì bạn em nhìn thấy cái biên này là nó dày đúng không? Đấy. Cái biên của biến đổi Sobel này rất là dày đấy, nhưng mà đôi khi mình lại cần một cái biên mỏng hơn, mình cần một cái biên mỏng hơn thì mình phải dùng cái gì, mình phải dùng Kenny đúng không? Biến đổi Kenny thì là biên mỏng hơn. Thì bọn em học các cái bước để mà tìm thực hiện cái thuật toán Kenny bên phần xử lý ảnh rồi, nên thầy sẽ không nói lại nữa. Và bây giờ thầy chỉ nói là sử dụng hàm OpenCV thế nào thôi. Thì cái hàm OpenCV này mình sẽ gọi là cái hàm Kenny nhé. Thì nó sẽ có các cái tham số như thế nào. Image là input array này này, nó là cái ảnh đầu vào này, output array đúng không? Là cái ảnh đầu ra, ảnh biên đấy. Và hai cái ngưỡng quan trọng là cái ngưỡng thấp và ngưỡng cao. Khi bọn em học Kenny rồi đúng không? Cái ngưỡng thấp khi mà cái đường biên của cái đối tượng ảnh đầu ra ấy, nó thấp hơn cái ngưỡng thấp ấy, thì nó sẽ bị xét về giá trị không, nó bị xóa đi. Còn nếu mà nó cao hơn cái ngưỡng cao ấy, thì chắc chắn nó là biên của đối tượng thì nó được giữ lại đúng không? Còn nếu mà nó nằm trong cái ngưỡng thấp và ngưỡng cao này thì người ta lại sẽ xét đến 8 cái điểm lân cận của cái điểm đang xét đấy. Nếu mà cái 8 cái điểm lân cận nó có một điểm lớn hơn cái ngưỡng thứ hai thì cái điểm đấy cũng được giữ lại đấy. Thì bọn em để ý nhá, khi mà mình chọn các cái ngưỡng này thấp quá ấy, thì có thể là mình sẽ không bỏ sót cái đường biên của đối tượng, nhưng mà khi đấy nhiễu cũng sẽ được tính vào đấy, nhiễu sẽ xuất hiện rất là nhiều. Còn nếu mà mình chọn cái ngưỡng này cao quá ấy, đúng không, thì khi đấy mình nhiễu nó sẽ được xóa rất là kỹ, sạch sẽ đi, nhưng mà khi đấy cái biên của đối tượng nó sẽ bị thiếu đấy. Mình sẽ bỏ sót rất là nhiều biên của đối tượng đúng không. Thì đây là sample code. Thì đây nhá, bọn em đọc này. Bọn em đọc là ảnh đầu vào này, đúng không? Xong ảnh đầu vào của cái biến đổi Kenny là ảnh đen trắng gray thôi, đúng không? Sau đấy mình gọi cái thuật toán Kenny, ngưỡng trên là 50, ngưỡng thấp là 50, ngưỡng trên là 100, đúng không? Sau đấy mình in ảnh đầu ra thôi. Code của nó đơn giản. Thì đây bạn thấy cái biến đổi Kenny của cái ảnh này. Đây là ví dụ, đúng không? Còn đây trong code thì tại sao cho bọn em xem đây, Kenny rất là đơn giản thôi. Đây là biến đổi Kenny nhé. Thì ở đây thầy sẽ tra chọn hai ngưỡng, một cặp ngưỡng thứ nhất là 10 với 50 là ngưỡng thấp đúng không, cặp ngưỡng thứ hai là 100 với 150 là ngưỡng cao. Thì khi thầy chạy code này thì bọn em sẽ thấy nó ra là gì, là sẽ thấy là nó ra hai cái ảnh này. Đầu tiên là ảnh anh thầy chọn ngưỡng thấp này đúng không, thì các cái cạnh, các cái biên của đối tượng nó được phát hiện rất là kỹ, nhưng mà kèm theo đấy là nó cũng có cái rất là nhiều cái nhiễu mình không mong muốn là nó vẫn xuất hiện đấy. Còn sang cái ngưỡng cao ấy thì nhiễu nó bị xóa đi rất là nhiều rồi đúng không, nhưng mà một số biên này, ví dụ đây là có một số cái biên dọc ở đây này, biên dọc này nó không rõ lắm đúng không, cái độ mạnh của biên dọc này nó không mạnh lắm thì nó cũng bị xóa đi, nó xóa cùng nhiễu đi đấy. Thì khi bọn em chọn là bọn em làm, bọn em cố gắng chọn cái ngưỡng này làm sao cho mà nó cho ra cái ảnh mình muốn đấy. Ví dụ như bọn em cần chọn cái biên nào, cần xóa cái nhiễu nào đúng không, thì bọn em cứ thử thay cái ngưỡng lần lượt từ thấp đến cao,
Thế khi nào mà nó ra cái ảnh mình mong muốn thì thôi. Đấy. Thế đấy là quá trình mình phát triển thôi, nhưng mà bọn em cố gắng làm sao để chọn, tự chọn được cái ngưỡng tự động tỷ lệ là tốt nhất, đúng không? Bởi vì khi mà mình chạy chương trình rồi mình không thể làm sao mà cứ chạy đi chạy lại khi tìm ngưỡng được, thì khi đó mình phải dựa vào, một là dựa vào kinh nghiệm chọn được cái ngưỡng tối ưu, hoặc là mình phải phát triển được một cái thuật toán tìm ngưỡng tự động. Cái này nó cao cấp hơn một chút thì và em nào làm sâu vào thì sẽ biết thôi, còn ở đây thầy chỉ giới thiệu như thế này thôi. Rồi tiếp theo là cái biến đổi How Transform, đúng không? How Transform thường, thầy nhắc lại một tí là cái biến đổi Kenny này này, thường là để phát hiện cái đường biên mảnh mà ứng dụng của nó ấy, và ứng dụng thường là dùng để tìm các cái đường thẳng, đúng không? Ví dụ như là trong cái thuật toán mà xe tự hành mà bây giờ nó đang rất là hot bây giờ ấy, thì cái thuật toán xe tự hành nó phải phát hiện được cái làn đường, đúng không? Cái làn đường thì khi bạn chạy trên đường cao tốc thì các cái làn đường nó phân biệt nhau bằng các cái đường kẻ trắng đấy. Đấy thì người ta sẽ dùng camera, người ta chụp ảnh đường. Trong đấy thì họ sẽ dùng biến đổi Kenny, đúng không? Để phát hiện biên là các cái làn đường đấy. Thì từ đấy họ sẽ phát hiện ra các cái đường thẳng. Và cái biến đổi Kenny thường nó là đầu ra của biến đổi Kenny nhá. Thì nó sẽ là đầu vào của cái biến đổi How Transform này. Là cái phương pháp để phát hiện tìm ra đường thẳng hoặc hình tròn trong ảnh nhị phân, đúng không? Thì cái đầu ra của biến đổi Kenny là nhị phân thì nó sẽ thường là đầu vào của cái How Transform. Và đôi khi là cái ảnh biên của đối tượng như là ảnh Sobel thì cũng được dùng cho cái ảnh How Transform này. Theo chân form nó là tìm đường thẳng thôi. Thì bọn em để ý là đây là cái quá trình mà thầy tìm đường thẳng nhé, trong một ảnh. Đấy. Thì trước hết là đọc ảnh này, cũng là đọc ảnh thôi, đúng không? Xong rồi dùng lệnh hàm Gaussian để khử nhiễu đi. Đấy, tiếp theo là dùng các cái thuật toán phát hiện biên Sobel hoặc Kenny, đó thì dùng Kenny đấy để tìm biên của ảnh. Đấy. Sau đấy thì thầy sẽ dùng biến đổi How Transform, How Light Transform để tìm các cái đường. Đấy. Thì cái How Light Transform, các cái parameter của nó có những cái parameter gì đặc biệt. Thứ nhất là ảnh đầu vào là những phân Kenny, đúng không? Thứ hai là cái mảng đầu ra, cái mảng đầu ra nó là một cái vector 4 chiều, đúng không? Mỗi vector là một đường thẳng. Đấy. Mỗi vector là một đường thẳng nhé. Tiếp theo đó là độ phân giải, khi mà mình quét toàn bộ ảnh mình tìm đường thẳng ấy, thì cái độ phân giải đây là thầy một đấy, chính là một pixel một. Các em có thể chọn 2 pixel, 5 pixel, đúng không? Chọn độ phân giải càng lớn thì thuật toán quét càng nhanh, nhưng mà khi đấy thì cái tỷ lệ bỏ sót đường thẳng nó cũng càng nhiều. Còn đây là cái thuật toán mà quét góc này, thì cái góc nó sẽ được quét từ 0 đến 180 độ đấy. Còn độ phân giải của nó ví dụ như là 1 độ. Cứ mỗi lần quét thì mình sẽ thay đổi nó lên 1 độ hay 22 độ. Thì từ đây chính là độ phân giải được quét đường thẳng. Thì ở đây thì chọn là pi trên 180, tức là 1 độ 1, đúng không? Tiếp theo, cái 20 này này, chính là cái number of intersection. Khi mà bọn em nhìn ở trên ảnh thì bọn em cảm giác như nó đường thẳng thôi, nhưng mà thực ra nó là nối của rất là nhiều cái đường thẳng nhỏ ấy. Thì mỗi cái điểm nối ấy, thì nó gọi là một intersection, đúng không? Thì cái 20 này là cái maximum intersection này. Tức là bọn em xem cái đường thẳng cuối cùng em mong muốn nó sẽ được kết nối được bao nhiêu cái đường thẳng con cộng lại. Đấy. Ví dụ như đây cái ảnh này nhá, bọn em nhìn đây, đây tuy đó là một đường thẳng thôi, đúng không? Nhưng mà khi mà phóng to lên thì nó không phải là một đường thẳng nữa, mà nó sẽ là sự nối của rất nhiều các cái đường thẳng con này lại với nhau. Đấy. Thì mỗi cái mối nối nó là một intersection, đúng không? Thì khi mà bọn em chọn đấy, thì bọn em chọn thì cái thông số tiếp theo bọn em cần quan tâm đấy là number of intersection, càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà càng nhiều thì cái nhiều khi bọn em sẽ tìm được cái đường thẳng mà nó lại bị lỗi, mà nó nối cái đường nó không phải là thẳng với nhau. Còn cái 300 này này chính là cái độ dài tối thiểu của đường thẳng, đúng không? Ví dụ như đây trong cái đường này, các cái đường có đường ngắn này, đường dài, không phải muốn quan tâm, thường mà quan tâm là thường quan tâm cái đường biên dài thôi. Đấy thì bọn em đặt cái ngưỡng đó để bọn em xóa bỏ các cái đường biên ngắn đi. Đấy, thấy không?
còn cái 10 này là cái gap distance đúng không? Đôi khi những cái đường thẳng này, ví dụ như như hai cái đường thẳng này này, hai 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 cái đường thẳng này nó có một cái khoảng cách với nhau đúng không? Nó có một khoảng cách với nhau nhưng mà mình vẫn muốn nối nó lại với nhau thành một cái đường thẳng đúng không? Thì nếu mà bọn em sẽ xét một cái ngưỡng, ví dụ hai cái khoảng cách giữa hai cái đầu của hai đường thẳng nó bé hơn một cái giá trị nhất định nào đấy, ví dụ đây là 10 pixel, thì mình vẫn nối hai cái đường thẳng đấy lại với nhau cho nó thành một cái đường thẳng đấy. Thì đấy là chính là cái thông số của cái hàm Hourline Transform. Thì đây là cái cách vẽ nhá, draw line này đấy. Thì mỗi vector là một đường thẳng nhá. Thì một vector nó gồm 4 phần tử này. Hai phần tử đầu tiên là tọa độ xy của điểm thứ nhất, và hai phần tử tiếp theo là tọa độ xy của điểm thứ hai, đúng không? Thì khi mình nối hai cái điểm đấy lại thì mình sẽ tạo thành một cái đường thẳng. Đấy, đơn giản thế thôi. Thì đây cái hàm CV line là cái hàm mà thầy vẽ đường thẳng, đúng không? Là nối hai cái điểm, định nghĩa đường thẳng chính là một đường mà nối hai điểm lại đấy. Thì đây là cái kết quả của cái thuật toán Hourline Transform, đúng không? Thì bạn thấy này, như thầy đặt cái ngưỡng là 300 ấy, thì đây nó rất là nhiều cái đường thẳng bé, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó mà bé hơn 300 thì nó bị loại hết đấy. Thì chỉ có những cái đường nào mà lớn hơn 300 thì thầy mới nối lại được. Thì đây cái kết quả của thuật toán Hourline. Thì như thầy nói thì là cái này là thường được dùng trong cái thuật bài toán phát hiện làn đường cho xe tự hành ấy. Hoặc là một số cái bài toán phát hiện cạnh của một cái hộp một tòa nhà cao tầng gì đấy dùng cái này đấy. Còn house cycle đúng không, là tìm vòng tròn ở trong một ảnh đấy. Thì nó cũng tương tự như là cái thuật toán tìm đường thẳng, thì cũng đầu tiên là cũng đọc ảnh đầu vào đúng không, sau đấy là thử nhiễu này, xong rồi chuyển đầu vào ảnh đầu vào sang ảnh nhị phân, ảnh biên đấy. Còn thuật toán là Kenny hoặc thuật toán Sobel gì đấy đúng không? Xong tiếp theo là gọi cái ba cái hàm CV Hausdorff để tìm đường tròn đấy. Thì thông số của cái hàm CV Hausdorff này nó là như nào? Là nó sẽ đầu tiên là ảnh gray này đúng không? Rồi ra là tập hợp các cái đường tròn, nó là vector bias. Ở trong đấy hai cái thông số đầu tiên là tâm của đường tròn, đúng không? Cái thông số cuối cùng là bán kính của đường tròn. Thế tại sao mà họ lại dùng các cơ bias để định nghĩa, tức là ba phần tử để định nghĩa một đường tròn, tâm đường tròn và bán kính, đúng không? Xong đấy họ dùng cái thuật toán Hall gradient này để search đường tròn này đấy. Thì độ phân giải cũng là 1 pixel và cái bán kính tối thiểu, đúng không? Bán kính tối thiểu này thì đây thầy chọn là những cái đường tròn mà có bán kính nhỏ hơn cái số hàng của ảnh chia cho 8 đấy. Thì tất cả những cái đường tròn mà có bán kính nhỏ hơn cái bán kính tối thiểu này sẽ bị loại nhé. Đấy. Tiếp theo là các cái thông số xác định ngưỡng, xác định độ chính xác của đường tròn. Nếu mà cái thông số này càng cao ấy thì mình sẽ phát hiện được ít đường tròn hơn, nhưng mà cái độ tròn nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu mà thông số thấp thì mình phát hiện được rất là nhiều đường tròn nhưng mà cái độ tròn nó không chính xác. Thì đây là tiếp theo, sau khi mình phát hiện được, mình tìm được các cái đường tròn rồi thì mình vẽ nó, đúng không? Thì như thầy nói thì đây là tâm của đường tròn, hai cái phân tử đầu tiên của cái vector bias này này chính là tâm đường tròn. Thì mình thầy vẽ một cái là để đặt nó là tâm là center point, đúng không? Sau đấy là đến bán kính của đường tròn này đấy. Thì khi đấy thầy vẽ một cái đường tròn tâm đường tròn, là vẽ một cái đường tròn lớn hơn ở cái bán kính đường tròn, đúng không? Thì cái ảnh đầu ra nó sẽ như thế này đấy. Thì em thấy cái điểm này, các cái điểm đây là tâm đường tròn và cái nó vòng đỏ thì nếu em thấy đây thực ra nó không chính xác lắm. Nếu mà bọn em giảm cái thời gian hơi xuống thì bọn em tìm được nhiều đường tròn hơn đấy. Tiếp theo là cái biến đổi phi transform, đúng không? À, cái phép đối biến đổi ma trận liên quan đến ma trận điểm ảnh ấy, liên quan đến phép quay của ảnh này, phép di chuyển của ảnh này và phép sự thay đổi kích thước của ảnh, đúng không? Thì các cái này nó thường sử dụng trong trường hợp nào? Là khi mà ảnh mà nó bị nghiêng, đúng không? Mình muốn quay nó lại cho nó ngay ngắn chẳng hạn,
thì mình sử dụng cáp quay đúng không? Hoặc là khi mà bọn em dùng cái camera ấy, và cái camera nó rung rinh trong gió ấy chẳng hạn đúng không? Mình muốn ổn định thì cái ảnh đầu ra của nó rất là rung, khi đấy nhìn vào nó sẽ chóng mặt đấy. Thì khi đấy mình sẽ tìm được cái ma trận quay, ma trận dịch chuyển của ảnh, thì mình biến đổi ngược lại ấy, thì mình sẽ cân bằng được cái tốc độ rung của ảnh đi, thì khi đấy ảnh nó nhìn nó sẽ ổn định hơn và mình không bị chóng mặt nữa. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái hàm file transform đúng không? Thì các hàm OpenCV liên quan này, khi mà trước khi biến đổi quay ấy, thì mình phải biến tìm cái ma trận quay đúng không? Thì mình sẽ tìm cái ma trận quay bằng cái hàm get rotation matrix file đấy. Sau đấy mình sẽ dùng cái phép biến đổi hình học file transform để mình biến đổi cái ảnh. Thì đây là cái code OpenCV để thực hiện cái file transform nhé. Đầu tiên là đọc ảnh đầu vào này đấy. Xong đến là mình định nghĩa cái góc mà mình muốn quay đúng không? Đấy, sau đó mình định nghĩa cái tâm của cái phép tính quay, phép toán quay ấy. Đấy, sau đó mình sẽ ghép mình sẽ tạo cái ma trận quay này. Thì có thông số của hàm tạo ma trận quay rồi là gồm cái gì? Cx là tâm của cái phép toán quay đúng không? Angle này chính là cái góc quay. Và cái 0.7 này nó chính là cái scale đúng không? Sau khi mình quay xong thì mình có scale lại ảnh không? Nếu bằng 1 thì mình giữ nguyên cái size của ảnh. Còn mà nhỏ 1 thì mình sẽ cho cái ảnh nó bé đi, hoặc là lớn hơn 1 thì cho cái ảnh nó lớn ra. Đấy. Tiếp theo là tạo một cái ảnh gọi là rotation image đúng không? Để chứa các cái điểm ảnh đầu ra. Đấy. Sau đấy mình sẽ dịch chuyển cái ma trận quay về giữa điểm ảnh này. Để giữa về giữa khung ảnh nhé. Đấy. Tiếp theo ấy là mình gọi cái hàm biến đổi xoay đúng không? Thì hàm biến đổi xoay thì nó gồm những cái gì? Thông số là ảnh đầu vào này, ảnh đầu ra. Đấy, ảnh đầu ra chia các cái điểm ảnh được xoay ấy. Đúng không? Sau đến là ma trận quay này. Đấy. Đấy, ma trận quay đúng không? Kích thước của ảnh, ảnh đầu ra đúng không? Thuật toán là nội suy cubic. Đấy. Có một số thuật toán khác thì bọn em tham khảo thêm nhé. Sau đấy là hiển thị ảnh thôi. Đấy, thì code của nó rất là đơn giản. Thì đây. Thì đây là cái kết quả của cái file transformation đúng không? Thì bọn em thấy được cái ảnh đầu ra nó được xoay một góc 45 độ so với ảnh đầu vào. Đấy. Thì cái thông số mà scale ấy thì đây nhá, cái hàm rotation như thầy thì nếu mà thầy xét cái scale này nó bằng 0.5 nhé, thì bọn em sẽ xem nó ra cái ảnh gì. Ảnh bằng 0.5 đúng không? Đấy, thì ra thì cái ảnh nhận được nó rất là bé. Nó rất là bé. Còn cái ảnh cái này mà bằng 1 đi, bằng 1 đi. Đấy, thì ảnh nhận được nó lớn hơn, đúng không? Đây, thì ảnh chạy luôn cho mẹ em xem cái Howlite transform nó chạy như thế nào. Đấy, thì đây bọn em xem nhé. Đấy. Còn nếu mà bọn em ở đây này, bọn em chỉnh cái tham số đây này, ví dụ như cái độ dài tối thiểu này mà nó bé hơn 100 chẳng hạn đúng không? Nó bé hơn 100 thì mình sẽ tìm được rất là nhiều đường thẳng hơn. Đấy, số đường thẳng tìm được rất là nhiều, nó cứ bé hơn 100 là nó nối lại thôi. Đấy. Rồi tương tự như Houseseeker cũng thế. Rồi, bây giờ tiếp theo là cái phần biến đổi lực độ sáng. Thì bọn em học bên xử lý ảnh rồi đúng không? Cái lực độ sáng này nó là rất là quan trọng. Đấy. Quan trọng trong cái việc xử lý ảnh. Nó mang rất là nhiều thông tin. Thì cái biểu đồ tần suất là cái sự
nó chính là cái biểu đồ tần suất sự xuất hiện các điểm ảnh, các cái mức lượng tử của ảnh ấy. Đấy. Thì cái tính, nếu mà tính cái tính lượng đồ sáng này rất là đơn giản thôi, tại mẹ duyệt tất cả các cái pixel của ảnh đúng không, thì đối với một pixel ấy nó thuộc cái mức lượng tử nào thì bọn em sẽ tăng cái biến đếm của cái mức lượng tử đấy lên một, thì bọn em sẽ được cái biểu đồ tần suất của ảnh thôi. Đấy, cái cách tính thì rất đơn giản, còn ứng dụng thì như nào? Ứng dụng là cân bằng lượng đồ sám này, cân bằng lượng đồ sám nhá. Thì bọn em để ý ấy, một cái ảnh lý tưởng ấy là cái ảnh mà nó sẽ có các cái vùng tối và vùng sáng nó trải đều từ cái mức thấp nhất đến mức cao nhất của ảnh, thì là từ mức 0 đến mức 255 đúng không? Đấy là một cái cái mức ảnh sáng lý tưởng, nhưng mà nó sẽ có điểm ảnh tối này và điểm ảnh sáng. Nhưng mà do trong cái quá trình chụp ấy, cái môi trường, cái thời tiết xấu này, hoặc là điều kiện sáng không đủ chụp vào ban đêm chẳng hạn, thì đôi khi là cái ảnh nó ảnh đầu ra nó sẽ không được như mong muốn. Ví dụ như cái ảnh đây, cái lượng đồ sáng của ảnh đây thì bạn thấy là nó nghiêng hẳn về cái vùng tối đúng không? Thì bạn nhìn vào đây bạn biết là cái bức ảnh này là bức ảnh thiếu sáng rồi. Đấy. Thì bọn em phải thực hiện cân bằng sáng làm sao cho cái lượng đồ sáng nó sẽ được trải dài từ cái mức thấp đến mức cao. Đấy, các bạn phải kéo giãn được cái lượng đồ sáng này ra. Thì cái cách tính trên thực tế, cái cách tính là đơn giản nhất là họ phải tìm cái g-min và cái g-max này này, sao cho tổng là cái mức tổng cái tần suất từ cái giá trị 0 đến cái g-min nó sẽ bé hơn một cái định lượng nhất định là 0.5% của toàn bộ ảnh. Đấy, hoặc là tổng từ cái g-max này đến cái giá trị cao nhất này nó cũng bé hơn một cái định lượng nhất định, thường cũng là 0.5% của toàn bộ ảnh. Đấy, thì sau khi mình tìm được cái g-min với cái g-max ấy, thì mình sẽ cầm hai đầu g-min g-max này mình kéo giãn nó ra đúng không, kéo giãn nó ra thì mình sẽ được cái hệ số cân bằng, thì cái tìm được cái biểu đồ tần suất cân bằng mới như này. Đấy, thì mình sẽ kéo giãn ra bằng cái công thức nào đúng không, thì mình chỉ đơn giản là mình chỉ lấy g này, g trừ đi g, g mà bé hơn g-min ấy thì nó sẽ bằng 0. Đấy, và nếu mà g mà lớn hơn g max ấy thì nó sẽ bằng l_nu này, tức là bằng cái giá trị cao nhất của ảnh. Đấy, ví dụ như trong đây ảnh nhị phân 8 bit thì nó sẽ là 255, không l_nu này nó sẽ là 255. Đấy, còn cái đoạn mà g nó tương nằm trong khoảng g min đến g max ấy, thì cái mức lượng tử mới của nó sẽ là bằng g trừ đi g min chia cho g min trừ g max nên là l_nu. Công thức nó rất đơn giản. Thì đó là về lý thuyết, còn về code của OpenCV ấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Tức là đối với ảnh xám thì mình sẽ cân bằng như vậy, nhưng mà thường là thì sẽ có nhu cầu làm với ảnh màu đúng không? Thì khi đấy ảnh màu thì mình sẽ chuyển nó về HSV. Đấy. Bởi vì nếu mà mình để cái chế độ RGB ấy, thì mình sẽ cân bằng cho từng kênh RGB một. Tuy nhiên ấy, thì trên thực tế cái độ phân bố của các cái kênh màu RGB nó khác nhau. Nên nếu mà mình cân bằng sám, kênh cân bằng sáng cho các cái kênh màu RGB riêng biệt ấy, thì thường nó dẫn đến hiện trạng khéo màu, tức là màu nó sẽ không còn như cũ nữa mà nó sẽ bị sai khác đi. Đấy, thì để giải quyết cái vấn đề này ấy, thì mình sẽ chuyển nó sang HSV nhá, đúng không? Thì cái màu sắc là HS đấy, thì nó sẽ thường ít nhạy cảm với ánh sáng, nên là khi mà điều kiện sáng hay tối thì cái thông số về HS thường nó sẽ được giữ nguyên. Đấy, thì mình sẽ không cân bằng sáng với hai kênh màu HS và F, mình chỉ thực hiện cân bằng sáng với cái kênh màu value đó, chói của ảnh thôi, đúng không? Thì đây là đầu tiên thầy đọc vào ảnh màu BGR này. Đấy, sau thầy sẽ chuyển đổi từ ảnh màu BGR sang HSV nhé, bằng cái sử dụng cái hàm CVT color này, hàm gọi là color conversion đấy. Thì đầu vào là ảnh BGR này, đầu ra là ảnh HSV này, và cái thuật toán quy định các biến đổi là thuật toán color conversion BGR to HSV đúng không? Sau đó thầy sẽ tách
Thế ảnh HDV là ra ba kênh riêng biệt. Kênh số 0 là H là V, kênh số 1 chính là S là saturation, kênh số 2 là V là value, đấy, value là độ chói. Đúng không? Thì đối với cái kênh saturation này này mình có thể biến đổi một chút nhá. Mình tăng cái giá trị của cái saturation lên một chút. Saturation nó là độ bão hòa đúng không? Khi mình tăng cái độ bão hòa lên một chút thì nó sẽ, màu sắc của nó sẽ tươi hơn. Đấy. Như vậy thì đây là thầy nhân với một cái giá trị lớn hơn một thì thầy tăng giá trị nó lên một chút. Đấy. Tiếp theo là thầy cân bằng sáng với cái kênh kênh số 3 của ảnh ấy, tức là kênh value độ sáng độ chói ấy. Thì cái độ sáng của ảnh nó sẽ được cân bằng lại. Nó không nghiêng hết về mức tối nữa đúng không? Sau đấy thì thầy sẽ ghép ba cái cây màu đấy lại thành một cái ảnh HSV hoàn chỉnh đúng không? Bằng cái lệnh CVM này. Thế cái hàm này thầy đã giới thiệu trong buổi trước rồi đấy. Sau đấy thì thầy sẽ thực hiện cái lệnh color conversion biến đổi HSV ngược lại thành ảnh BGR đúng không? Sau đấy sẽ hiển thị ảnh BGR đấy. Thì đây chính là cái ảnh đầu ra của cân bằng xám đúng không? Đấy, thấy cái ảnh đầu ra nó độ dương phản nó sắc nét hơn. Tuy nhiên là cái cân bằng lực độ xám này, cái phép này thì gọi người ta gọi là global histogram equalization, tức là cân bằng toàn cục đúng không? Tuy nhiên là trong thực tế khi mà có một số cái ảnh ấy, cái độ sâu của ảnh nó phân bố không đều nên là cái mức sáng của ảnh nó không phân bố không đều đấy. Thì đấy, nếu mà mình sử dụng cái thuật toán cân bằng toàn cục này này thì cái độ chính xác của nó sẽ không cao. Thế thì đấy, cái giải pháp là gì? Tức là người ta sẽ chia bức ảnh thành nhiều vùng nhỏ đúng không, và cân bằng sáng cho từng vùng nhỏ đấy, cân bằng cho từng vùng. Tuy nhiên khi mà mình cân bằng cho từng vùng thì mình sẽ lại gặp một cái hiện tượng nữa, khi mà cái màu sắc trong vùng nó đồng nhất ấy, đúng không? Thì cái hệ số khuếch đại, cái mức cái độ tương phản sẽ rất là lớn, dẫn đến tăng nhiễu và mất sự cân bằng ảnh toàn cục. Đấy, một vùng mà nó khuếch đại lên nhiều quá, các cái vùng khác nó lại bình thường, thì khi đấy nó cái ảnh toàn cục nó sẽ bị mất cân bằng đi. Thì khi đấy người ta phải giới hạn, người ta sẽ làm một cái giới hạn trên đúng không? Để giãn nhiễu và làm cho ảnh được cân bằng hơn, thì cái giới hạn trên đấy người ta gọi là contrast limit, đúng không? Và khi cái độ tương phản nó tăng hơn một cái giá trị nào đấy thì nó sẽ bị cắt đi để nó giữ cái hệ số khuếch đại một cái giá trị nhất định thôi, đúng không? Thì đây, như vậy em thấy trong phần CD nó cũng hỗ trợ cái phép toán này rồi đúng không? Tên nó là CLAHA, tức là contrast limited adaptive histogram equalization đấy, là cái tên của nó đấy. Thì bọn em tạo như nào cái tham số này, xét bọn em sau khi bọn em tạo một cái filter nhé, cái adaptive histogram equalization filter, thì bọn em sẽ xét cái grid size của nó, tức là các cái vùng nhỏ mà mình cần cân bằng sáng ấy, cái size của nó, size default của nó là 88, tức là 8 pixel một đúng không? Thì khi đấy bình thường có thể tăng lên 16 hoặc là 40 tùy. Đấy. Sau đấy là set clip limit này, là cái hệ số khuếch đại cái độ tương phản này 2.5 đúng không? Thì cái vùng nào mà cái hệ số khuếch đại nó vượt quá 2.5 thì mình giảm nó về 2.5. Cái vùng nào mà nhỏ hơn 2.5 thì mình giữ nguyên. Đấy. Xong đến mình gọi cái upline này này chính là cái phép biến đổi đúng không? Biến đổi thuật toán cân bằng sáng. Đấy. Thì bọn em thấy nhé, bọn em thấy là cái đây là ảnh đầu vào này, đây là ảnh cân bằng sáng global này. Đấy. Thì bọn em thấy nhé, cảnh sau cân bằng sáng global nó vẫn thực hiện chưa thực sự cân bằng đúng không? Nó vẫn có một số cái vùng gọi là sáng quá. Đấy. Nhưng mà còn đây là cái ảnh mà thực hiện cái adaptive histogram equalization, ảnh cuối cùng ấy. Thì khi đó bọn em sẽ nhìn được là cái ảnh nó được cân bằng tự nhiên hơn đúng không? Thì cái phân bố ánh sáng giữa các vùng nó đồng đều hơn đấy. Thì cái đấy tất cả các vùng bạn đều nhìn rõ, không có vùng nào bị quá sáng hoặc quá tối đấy. Thì trong cái bức ảnh thứ hai này thì vẫn có một cái vùng quá tối đây và một cái vùng nó quá sáng đây đấy. Thì đấy là cái
cái điểm yếu của cái thuật toán global histogram equalization và cái so với cái adaptive histogram equalization. Thôi mình tạm nghỉ ở đây nhỉ. Thì bọn em có cái đoạn này nó hơi khó hiểu chút, thì bọn em có hỏi gì không? Em nói chính xác đấy, tức là cái này là thầy chỉ đưa ra khái niệm thôi đúng không, thì bọn em sẽ biết được là ví dụ như đối với cái bài toán cân bằng sáng thì bọn em sẽ phải sử dụng cái thuật toán nào của OpenCV này, đối với cái thuật toán là xác định biên này thì bọn em sẽ sử dụng cái thuật toán nào của OpenCV đúng không, hoặc là đối với cái thuật toán mà nếu yêu cầu xoay ảnh thì bọn em sử dụng thuật toán nào đấy, thì thầy chủ yếu là đưa ra các khái niệm thôi. Còn sử dụng như thế nào thì bọn em phải nói rất là chính xác. Đấy, thì nên là bọn em về cố gắng thực hành nhiều vào, ok? Đây là phần cân bằng lực độ xám đấy. Thì cái cân bằng lực độ xám này là nó tăng cái độ tương phản này. Thì cái này bọn em về cố gắng thực hành nhé. Cái này bọn em chọn, thì khi thực hành bọn em chọn các cái ảnh đầu vào ấy, nó có cái độ tương phản nó thấp đúng không, nhìn nó không rõ, nhìn nó mờ mờ ấy đấy, hoặc là tối, hoặc là bị sáng quá, sau đấy bọn em thực hiện cân bằng sáng thì bọn để bọn em biết được, cảm nhận được cái sự thay đổi, cái ảnh đầu ra nó tốt hơn cái ảnh đầu vào đúng không? Mình cảm nhận được thì mình biết được cái thuật toán của mình nó hoạt động tốt hay không đấy. Thì cố gắng mà em chọn cái ảnh nó tốt vào, cái ảnh để test nó tốt là cái ảnh mà nó cái độ tương phản nó thấp. Cái phần tiếp theo thầy muốn giới thiệu với em ấy là so sánh biểu đồ histogram đúng không? Thì cái ứng dụng của cái thuật toán này là thế nào? Là khi bọn em muốn so sánh cái độ tương tương đồng giữa hai bức ảnh đúng không? Tức là bọn em nói cụ thể ra là bọn em so sánh hai bức ảnh có giống nhau hay không đúng không? Hoặc là so sánh giữa hai đối tượng ấy, thường là người ta sẽ so sánh giữa hai đối tượng có giống nhau hay không. Đấy. Ví dụ như trong cái bài toán phát hiện và theo dõi đối tượng thì bọn em phải muốn biết được là các cái đối phân biệt của các cái đối tượng với nhau đúng không? Bạn sẽ so sánh cái lượt đồ histogram này, nếu mà nó tương tự nhau thì là nó chính là cùng một đối tượng, còn nếu mà nó khác nhau thì nó là các cái đối tượng khác nhau đúng không? Thì như thầy nói rồi là cái độ sáng của ảnh nó rất là nhạy cảm đối với độ sáng của môi trường, trong khi hai cái kênh MHRV và sắc so sánh biểu đồ histogram này này, thì trước hết là thầy đọc hai cái ảnh đầu vào là image 01, image 02 đúng không, sau đấy thầy chuyển đổi hai cái ảnh này image 01 sang HSV01, HSV02 đấy, sau đấy thầy sẽ tính histogram của hai ảnh này vào cả hai cái ma trận MASND là histogram 01 và histogram 02 đúng không? Thì cái quá trình tính histogram này thầy sẽ tính thế nào? Thì đầu tiên là cái huê này này, thì cái độ phân giải của huê là nó từ 0 đến 180 độ, nhưng mà thầy sẽ không sử dụng từ 0 đến 180 cái ngưỡng lượng tử, mà thầy sẽ chia nó làm 50 ngưỡng thôi đúng không? Tức là thầy sẽ bó cụm các cái ngưỡng gần nhau lại để làm sao cho chỉ còn có 50 ngưỡng thôi đấy. Còn cái saturation này nó cũng tương tự như vậy, tức là saturation này nó ngưỡng của nó là từ 0 đến 255 đúng không, thì thầy cũng sẽ không sử dụng toàn bộ là 255 ngưỡng, mà thầy sẽ chia nó về 60 ngưỡng thôi đấy. Thì chia nó về thấp như này thì so sánh cái độ tương đồng nó sẽ dễ hơn. Đấy là cái kinh nghiệm của việc chia, của việc so sánh đấy đúng không? Thì cái channel này này, bởi vì thầy chỉ so sánh cái kênh màu không là huê và kênh màu số 1 là saturation thôi,
Thế nên là những cái kênh mà thầy DeFi ở đây là để đưa vào tính như histogram, là thầy thấy đưa cái kênh 01 thôi. Đấy. Thì cái hàm mà tính histogram ấy, thầy sẽ gọi cái hàm calculate histogram đây, đúng không? Thì đầu vào nó sẽ là ảnh HSV, HSV 01, đúng không? Cái số lượng ảnh là 1, đúng không? Cái đầu ra của nó, cái kênh mà mình cần tính toán của cái ảnh HSV này, đây là cái kênh 01. Đấy. Tiếp theo là cái mặt nạ nhé. Cái mặt nạ là những cái điểm 01 mà mình cần tính toán. Ví dụ mặt nạ của 1 thì là mình tính vào mặt nạ của 0 thì mình bỏ qua nhé. Thì trong cái thuật toán này mình sẽ không sử dụng mặt nạ, đúng không? Thì thầy chỉ tạo một cái ma trận này thôi. Mà không mà ma trận giống là không có gì. Thì cái đấy thuật toán nó sẽ bỏ qua, nó sẽ không sử dụng mặt nạ đấy. Thì cái histogram equalization là cái histogram hist 01 này này, nó chính là cái ma trận để chứa cái thông tin lực lùa xám của cái ảnh 01, đúng không? Đấy. Sau khi mà cái hit size này này sẽ định nghĩa cái số bin nhé. Cái số mức lượng tử của cái lực đồ xám ấy, thì cái hit size này nó lần lượt nó sẽ là 50 và 60 cho V và saturation, đúng không? Sau khi thầy tính được cái mức lượng tử này ấy, thì thầy sẽ normalize cái mức lượng tử cái histogram này đi về mức 0,1 đấy. Bởi vì đối với các kích thước ảnh khác nhau ấy, thì cái đại lượng, cái định lượng các cái mức lượng tử nó sẽ khác nhau. Thế nên khi mà mình normalize nó về 0,1 đi thì nó sẽ so sánh nó sẽ dễ hơn. Thì tất cả các cái histogram của các ảnh nó đều có giá trị bé nhất là 0 và lớn nhất là 1, đúng không? Còn nếu mà mình không normalize về 0,1 đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào kích thước của ảnh. Nên là các cái giá trị lớn nhất và bé nhất nó sẽ không tương đồng nhau đấy. Tiếp theo là thầy dùng cái thuật toán này, hist compare này nó tính cái độ tương đồng giữa hai cái histogram đấy. Nếu mà cái hai histogram nó tương tự nhau thì cái điểm số tương đồng nó sẽ cao, đúng không? Còn nếu mà hai cái histogram nó thấp, nó khác nhau thì cái điểm số tương đồng thấp. Khi mà hai cái nó trùng khít nhau ấy thì cái score này sẽ bằng 1, còn hai cái mà nó khác nhau hoàn toàn thì cái score này nó sẽ bằng 0. Đấy. Thì bọn em tính, đây là cái comparison method, là cái thuật toán cross correlation này. Cross correlation là nó là một cái thuật toán rất là phổ biến trong cái việc so sánh giữa hai mẫu tín hiệu, đúng không? Thì cái công thức của cái này như thế nào thì bọn em chịu khó tìm trên mạng nhé. Thì thầy chỉ đưa ra cái tên này thôi, chứ còn bây giờ mà giải thích cái công thức này thì sẽ không đủ thời gian đấy. Thì đây là chính là so sánh biểu đồ histogram, và thường được áp dụng cho việc so sánh ảnh hoặc là so sánh đối tượng, đúng không? Để tìm xem ảnh của nó có giống nhau hay không, hoặc đối tượng có giống nhau không. Tuy nhiên nó là dựa vào cái lực đồ xám, cái lực đồ xám toàn cục, cho nên là nhiều khi nó cũng không chính xác đâu. Ví dụ hai ảnh nó khác nhau nhưng mà cái lực đồ xám nó vẫn có thể hoàn toàn giống nhau đấy. Cho nên là cái so sánh, khi mà cái lực đồ xám nó khác nhau ấy, thì chắc chắn là hai ảnh khác nhau rồi đấy, nó là chắc chắn nhá. Còn khi mà cái lực đồ xám nó giống nhau ấy, như thì chưa chắc là hai ảnh là giống nhau đâu. Cho nên thường cái phép so sánh biểu đồ histogram này họ sẽ dùng ở cái bước đầu tiên của việc so sánh ảnh, bởi vì nó rất là đơn giản, nó chậm nhanh, đúng không? Tính toán nó đơn giản. Thì cái bước đầu tiên đấy, nếu mà họ phát hiện ra hai cái ảnh mà nó khác nhau ấy, thì họ kết luận là hai ảnh khác nhau luôn đấy. Còn nếu mà họ phát hiện ra là hai ảnh có histogram tương đồng nhau thì khi đấy họ sẽ chuyển nó sang một cái mức xử lý cao hơn, có độ phức tạp tính toán phức tạp trong tính toán hơn, tuy nhiên là nó sẽ có độ chính xác cao đấy. Thì các cái thuật toán so sánh cao hơn thì sau này thầy sẽ giới thiệu cho bọn em. Nó nằm ở phần sau cơ đấy. Nó nằm ở phần định nghĩa ảnh, cái định nghĩa ngữ cảnh cơ. Thì cái đấy như nào thì sau này, trong phần sau đây thầy hướng dẫn xong. Thì đấy là cái việc so sánh biểu đồ histogram. Và một cái quan trọng trong cái việc so sánh là tìm ảnh ấy, là tìm đối tượng ấy, là template matching, đúng không?
cái bài toán đặt ra là bây giờ mình muốn tìm một cái đối tượng trong một ảnh đúng không, thì mình sẽ tìm như thế nào đấy. Ví dụ như là trong ảnh này có nhiều cầu thủ mà mình muốn tìm cái cầu thủ có khuôn mặt giống Messi thì mình sẽ tìm như thế nào đúng không, thì mình nó gọi là cái thuật toán gọi là template matching, tức là mình sẽ matching hai cái ảnh với nhau đấy. Hai cái ảnh nó có kích thước giống nhau đúng không, mà nó mà giống nhau thì cái tỷ lệ matching của nó là cao nhất, thường là cái điểm matching của nó sẽ là 1 đấy. Còn nếu mà hai cái ảnh mà nó khác nhau ấy, khác nhau hoàn toàn thì cái điểm matching của nó sẽ là 0 đấy. Thì khi đấy mình sẽ tìm cái ảnh MU như thế nào, tức là mình sẽ đặt này, mình sẽ đặt cái ảnh lên trên cái ảnh lớn ấy, sau đấy mình sẽ tính cái độ tương phản cái vùng mà nó hai cái vùng nó khít nhau lại với cái ảnh MU đúng không, tính xem cái điểm tương đồng nó có lớn hay không đúng không. Nếu mà lớn thì là nó, nếu mà bằng 1 thì nó chính là cái ảnh mình cần tìm, nếu bằng 0 thì là nó không phải đấy. Tuy nhiên là chắc chắn là cái việc đặt một cái là mình không chính xác ngay được là cái vị trí mình cần tìm đâu, cho nên là mình sẽ kéo cái ảnh mình tìm toàn bộ cái vùng ảnh đó, thường là người ta sẽ kéo từ trái qua phải này, trên xuống dưới đấy, quét, mình sẽ quét toàn bộ vùng ảnh, mình tính xem cái vùng nào giống vùng nào không giống đấy. Thì những cái vùng mà mình sẽ tính cái matching score ấy, thì tạo ra một cái matching map đúng không, những cái vùng mà nó không giống ấy, thì nó sẽ là có giá trị 0, nó là vùng đen này này, nó không giống đúng không, và cái vùng nó sáng hơn một tí thì nó cũng hơi giống thôi, nhưng mà nó vẫn không giống lắm, cho nên là cái điểm nó vẫn không cao đúng không. Thì bọn em thấy có cái vùng sáng nhất này này, cái vùng sáng nhất này thường là nó sẽ là cái vùng mà cái ảnh mình cần tìm nó sẽ matching hoàn toàn với cái vùng đối với vùng ảnh trong cái ảnh lớn, thì khi đấy cái vùng sáng nhất này chính là cái vùng mình cần tìm đấy. Thì cái cách mà mình xây dựng cái cách mà mình tìm đối tượng trong ảnh bằng cái thuật toán template matching đúng không, xây dựng cái matching map và tìm cái điểm mà nó có cái matching score là lớn nhất đấy. Nếu mà mình cái đối tượng nó không có trong ảnh ấy, thì mình sẽ không tìm được một cái điểm sáng nào trong cái matching map này cả đấy, nó tối hết hoàn toàn. Thì khi đấy nếu mà mình tìm cái điểm sáng nhất thì mình vẫn phải ấy đi, thì mình vẫn phải so sánh với một cái ngưỡng, nếu mà nó thấp hơn một cái ngưỡng nhất định thì cái đối tượng nó không tồn tại đấy. Thì đây là cái đoạn code mà thầy thực hiện cái phép toán template matching nha. Thì nói thì nó phức tạp thế thôi, nhưng mà làm thì rất đơn giản. Đầu tiên là đọc cái ảnh này, xong rồi đọc cái ảnh là ảnh của Messi đúng không, xong rồi đọc cái ảnh của template chính là cái Messi play đấy. Sau đấy mình tạo một cái ma trận matching map ấy, đó là gọi là reason match matrix này này đấy. Sau đấy thầy sẽ dùng cái thuật toán match template đúng không, match template match template này thì có bao gồm cái gì, ma trận là ảnh đầu vào này đúng không, xong đến tiếp theo là cái ảnh mình cần tìm cái template đấy, là cái đối tượng mình cần tìm đúng không. Sau đấy là cái map matching, cái ma trận chứa cái matching map ấy, cái ma trận reason này này đấy. Sau đấy là đến cái thuật toán matching đúng không, thuật toán matching ở đây là cross correlation normalize đấy. Thì cái thuật toán còn rất là nhiều thuật toán matching khác nữa thì mình có thể chọn, thì tốt nhất là bọn em chọn so sánh xem là thuật toán nào để cho ra kết quả tốt nhất nhé. Thì nó sẽ có list các cái thuật toán matching đấy, thì mà em search trên mạng trên cái phần document của OpenCV ấy, thì nó sẽ ra cái list đấy đúng không. Sau khi tìm được cái matching map thì mình sẽ normalize nó về vị trí 01 đấy. Sau đấy thì mình sẽ tìm cái vị trí mà có cái độ sáng, cái điểm mà có cái độ sáng nhất này này đấy, bằng cái thuật toán là min max location đúng không. Thì cái thuật toán min max location này đầu vào nó là một cái ma trận đúng không, đầu ra nó sẽ cho ra hai cái điểm, chứ một điểm chia giá trị min là nhỏ nhất và điểm chia giá trị max là lớn nhất đấy.
thì cái điểm mà mình cần tìm này, tức là cái điểm mà chiếu đối tượng này, thì nó sẽ trùng với cái điểm mark location đấy. Thì như đây là cái điểm sáng nhất này, là cái điểm mình cần tìm, là nó chính là cái điểm mà mark location, tức là cái điểm mà nó chứa cái giá trị sáng nhất của cái ảnh matching map ấy. Thì đấy là cái thuật toán tìm đối tượng nhá, template matching nhá. Đấy là khi mà mình muốn tìm một đối tượng trong ảnh đấy, thì mình sẽ dùng thuật toán nào, thì đấy chính là cái thuật toán mà mình cần, đúng không? Tiếp theo là cái thuật toán phát hiện biên contour. Đấy. Hello mọi người có nghe không nhỉ? Có. Thì cái phần này nó cũng hơi khó nên mọi người chú ý để ý kỹ tí nhé. Thì cái phần thuật toán tiếp theo là phát hiện biên contour, đúng không? Thì bọn em học cái phần xử lý ảnh rồi, thì cái thuật toán phát hiện biên đấy chính là cái phát hiện là cái biên đấy chính là cái điểm mà bao quanh đối tượng, đúng không? Thì cái phát hiện biên là nó rất quan trọng trong các cái bài toán computer vision xử lý ảnh này. Vì mình muốn phân tích ảnh, đúng không, thì mình phải phát hiện được là đối tượng, cái vùng đối tượng nó nằm ở đâu, thì mình mới phân tích được ảnh, đúng không? Và cái thuật toán phát hiện biên contour này nó thường áp dụng cho ảnh nhị phân, đúng không? Và cái kết quả cho ra là tập các cái điểm bao quanh đối tượng đấy. Thì như trên hình đấy, bạn em thấy là cái ảnh đầu vào của thầy, đúng không, và cái ảnh đầu ra, cái ảnh nhị phân đấy là cái ảnh mà thầy thực hiện là cái thuật toán tách đối tượng bằng thuật toán trừ nền đấy, thuật toán trừ nền, đúng không? Thì sau khi thầy tìm được cái ảnh nhị phân mà có cái tách đối tượng ra, thì thầy phải thực hiện tìm cái đường biên bao quanh đối tượng đấy, thì thầy sẽ sử dụng thuật toán là phát hiện biên phi contour, đúng không? Đây, phát hiện biên là CV phi contour này. Thì contour nó được định nghĩa là gì? Là một cái vector, đúng không? Là một vector các cái điểm bao quanh đối tượng thôi đấy. Thì trong một ảnh ấy, thì nó sẽ có thể nhiều đối tượng, thì nó sẽ có nhiều contour, nên đây là nó là một cái vector của vector, đúng không? Thì đấy mình khai báo thì có thể là có nhiều đối tượng, đúng không? Thì mỗi đối tượng thì nó, ví dụ đối tượng y này thì mình sẽ gọi qua cái contour y, tức là cái vector thứ y này đấy. Thì cái thuật toán phát hiện đối tượng là đầu vào nó như nào, là mình sẽ gọi cái hàm cv phi contour nhá, đúng không? Xong đến là đến đối tượng ảnh đầu vào này, đối tượng ảnh đầu ra này, cái ma chậm đầu ra, cái mảng đầu ra, nó là chứa các cái contour, tức là các cái tập ảnh của bao quanh đối tượng ấy, đúng không? Thì sau đấy đến cái thuật toán phi contour này, thì bọn em có tìm hiểu trên mạng xem các cái thuật toán này nó ý nghĩa như nào nhé. Thì cái này có nhiều thuật toán phi contour lắm, thì thầy không thể đi sâu vào hết được đấy, thì thầy chỉ đưa ra hai cái thuật toán mà mình hay dùng đấy. Thì tiếp theo là cái tính diện tích đối tượng, cái mà mình cũng cần thường dùng trong cái việc phân tích và trích chọn đặc điểm của đối tượng ấy. Contour area, đúng không, thì nó sẽ cho ra trả về là diện tích của đối tượng dưới dạng pixel, đúng không? Thì là đây cái diện tích của cái vùng trắng này này, bao nhiêu đơn vị pixel này, thì cái hàm contour area nó sẽ cho ra cái đấy. Tiếp theo nữa là cái hình chữ nhật bao quanh đối tượng, đúng không, thì CV bounding rect đấy, thì nó sẽ cho ra cái hình chữ nhật bao quanh cái contour đấy, CV bounding rect đây. Đấy, thì như đấy bọn em sẽ thấy là cuối cùng thầy tìm được cái contour là cái đường viền màu xanh này đấy, và cái hình chữ nhật bao quanh đối tượng là màu đỏ đấy. Thì khi đấy thầy mà muốn phân tích cái đối tượng này, đúng không, thì thầy chỉ việc dùng thầy chỉ việc check cái vùng ảnh mà nằm bên trong cái hình chữ nhật này là được. Còn nếu mà mình muốn phân tích kỹ hơn, đúng không, thì thầy sử dụng chính cái ảnh nhị phân mà chứa đối tượng là mặt nạ luôn đấy, là mặt nạ luôn, thì khi đã tất cả cái điểm mà trong cái điểm màu trắng ấy, thì sẽ được phân tích, còn những cái điểm mà màu đen, đúng không, nó nằm thuộc background thì không được phân tích. Thì đây chính là cái ý nghĩa của cái việc phát hiện biên contour và cái ảnh nhị phân, tách ảnh nhị phân đấy. Thì cái việc mà tách được cái ảnh nhị phân này như nào thì mình lại phải sang một cái bài toán khác đấy. Tức là ở đây nó có rất nhiều thuật toán, nhưng mà phổ biến nhất là cái
phổ biến và đơn giản nhất ấy, chính là image segmentation, đúng không? Thì nó sẽ có ba cái thuật toán cơ bản là background subtraction, frame difference và background modeling. Đấy. Thì background subtraction ấy, thì họ sẽ định nghĩa một cái ảnh là background, đúng không? Ảnh background là nó không có đối tượng nào trong cái trong ảnh cả, nó chỉ có mình background thôi. Đấy, xong đến thì người ta một cái giả thiết tiếp theo là khi đối tượng mà xuất hiện trong ảnh ấy, thì nó sẽ thay đổi cái vùng background tương ứng với đối tượng. Đấy. Thì khi đó nếu mà mình thực hiện cái phép toán trừ giữa ảnh hiện tại với ảnh background, đúng không? Thì mình sẽ tìm được một cái ảnh nó chứa cái sự khác nhau giữa hai ảnh. Thì cái vùng mà khác nhau đấy thì chính là cái vùng mà đối tượng nó xuất hiện. Thì đấy là nguyên lý cơ bản của thuật toán background subtraction. Còn cái thuật toán frame difference ấy, thì nó lại đơn giản, nó sẽ trừ hai frame kế tiếp với nhau thôi, đúng không? Thì khi mà đối tượng di chuyển trong khung hình ấy, thì giữa hai cái frame liên tiếp ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái điểm khác biệt hai frame liên tiếp. Thì đấy là cái thuật toán frame difference, nó hay được sử dụng để tìm cái đối tượng di chuyển trong ảnh. Và cái thuật toán background modeling đấy, thì như cái thuật toán đầu tiên là background subtraction, nghĩa là mình chọn cái background nó không có đối tượng thôi. Nhưng mà nói thì đơn giản thế thôi, nhưng mà nếu để chọn được cái background nó không có đối tượng thì nó không phải là dễ, đúng không? Mình không thể là lúc nào mình cũng canh để chọn được cái background mà nó không có đối tượng là di chuyển trong đấy cả. Thì cái đấy người ta sẽ có cái thuật toán để xây dựng background, xây dựng cái background đấy. Thì cái thuật toán đơn giản nhất chính là cái thuật toán trung bình, đúng không? Tức là khi mà đối tượng nó xuất hiện, nó chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi, trong ảnh thôi. Thì khi đấy nếu mà mình lấy cái giá trị trung bình trong một thời gian dài giữa các ảnh với nhau, đúng không? Thì cái ảnh thu được nó sẽ là cái ảnh mà nó mô phỏng background đấy. Hoặc là họ sẽ dùng một cái phân phối Gaussian để họ mô phỏng background chẳng hạn đấy. Và cuối cùng là một cái cao cấp nhất hơn đấy, là họ sẽ dùng cái mixture Gaussian, tức là họ sẽ dùng nhiều cái phân phối Gaussian để họ mô phỏng thành cái background đấy. Thì tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn là chi tiết như thế nào, đúng không? Thì thuật toán trừ nền này, background subtraction là sử dụng ảnh nền, sử dụng một ảnh nền, đúng không? Sau đấy là lấy ảnh hiện tại trừ đi ảnh nền đấy. Tiếp theo là phân tách ngưỡng với ảnh thu được nhé. Thì cái phần foreground ấy chính là cái vùng ảnh có sự khác biệt lớn, còn background là cái vùng ảnh có sự khác biệt nhỏ, đúng không? Thì thường cái phần foreground nó là cái phần mà gắn với đối tượng chuyển động đấy. Tiếp theo là xử lý hình thái học. Hôm trước thầy cũng đã dạy cái phần xử lý hình thái học rồi, đối với ảnh foreground rồi, đúng không? Đó là khử nhiễm này, nối các phần tách rời của đối tượng này. Nó chỉ đúng khi và cái đặc điểm của thuật toán trừ nền này, nó chỉ đúng khi background nó không thay đổi nhá. Ví dụ mình chọn background rồi thì mình phải mặc định là cái background này nó sẽ không được thay đổi, đúng không? Tuy nhiên là cái điều kiện này nó rất là khó xảy ra trong thực tế, bởi vì đơn giản thôi, ví dụ như là ánh sáng của môi trường thôi, nó luôn luôn thay đổi từ sáng ban ngày sang đêm, đúng không? Nó thay đổi từ từ giữa các khung giờ đấy. Thì cường độ sáng của nền nó cũng thay đổi theo đấy. Hoặc là ví dụ như ảnh ở trong phòng chẳng hạn, thì khi mà điện yếu hoặc là khi mình tắt hoặc bật nhiều bóng đèn thì nó cũng thay đổi cái background đi. Cho nên là mình muốn ra điều kiện là background nó không đổi thì nó chỉ là điều kiện lý tưởng thôi, chứ còn trên thực tế nó sẽ không được như vậy. Còn một cái điểm yếu của các thuật toán trừ nền này chính là nó không phát hiện được đối tượng có màu sắc tương tự như background, đúng không? Thì nó không phát hiện được màu sắc tương tự như background. Và khi mà cái background với cái đối tượng có màu sắc nó tương đối giống nhau, đúng không? Thì cái hiệu giữa hai cái ảnh này nó sẽ gần như là bằng không. Thì đấy nó cũng không phân biệt được giữa background đâu là đối tượng. Thực tế thì có nhiều đối tượng nó ngụy trang đến mức mà mình nhìn mắt thường mình nhìn không ra, đúng không? Thì đấy là cái điểm yếu của cái thuật toán background subtraction. Thì cái thuật toán background subtraction này thực hiện OpenCV thế nào?
À, thầy định nghĩa một cái ảnh hiện tại là gray image nhá, xong đến cái ảnh tiếp theo là background image đúng không? Thì cái thuật toán absolute difference này này nó sẽ cho ra cái ảnh hiệu của hai ảnh, tức là ảnh difference image đấy. Thì tại sao thầy phải dùng cái hàm absolute difference? Thì khi mà mình trừ nền ấy, thì nó sẽ có một số cái ảnh nó sẽ có giá trị bé hơn thì nó mang giá trị âm đúng không? Thì khi đấy mình phải lấy cái giá trị tuyệt đối của nó lên mình tính toán, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là phân ngưỡng nhá. Thì cái different image mình sẽ phân ngưỡng tất cả những cái pixel mà nó có cái giá trị bé hơn 25 đúng không, thì nó sẽ coi như là thuộc về background. Còn những cái pixel mà lớn hơn 25 thì nó sẽ thuộc về foreground. Đấy. Thì khi đấy thầy sẽ thực hiện cái thuật toán phân ngưỡng là threshold, CV threshold này, này. Thì cái tham số đầu vào là cái ảnh hiệu của phép toán trừ trên trừ nền ở trên đấy. Đấy, tham số đầu ra chính là ảnh foreground, tức là ảnh đối tượng. Đấy. Đúng không? Tham số tiếp theo là ngưỡng phân tách này. Rồi cái tham số tiếp theo nữa là cái giá trị của cái foreground pixel ấy. Đấy. Tiếp theo là mình thực hiện các cái quá trình phép toán morphology nhé, giãn nở lấp đầy trục trống này, nối các bộ phận lại. Thì ở đây thầy thực hiện cái phép giãn nở là cái độ dày là 5 đúng không? Tiếp theo là thầy thực hiện cái phép toán co xóa nhiễu cho các phần nhô ra của đối tượng đúng không? Vì cái độ dày là 5 nên bây giờ thầy co lại, nếu mà thầy là co là 5 thôi thì nó lại sẽ đưa cái đối tượng về cái kích thước ban đầu, nên các cái nhiễu nó sẽ không bị xóa đúng không? Thì khi đấy thầy sẽ co lại với một cái độ dày là 8 này này. Đấy, thì khi đấy các cái nhiễu nhỏ sẽ bị xóa đi. Đấy. Sau tiếp theo là thầy lại thực hiện cái pháp giãn nở lại với cái mức độ dày là 3 đúng không? Thì khi đấy mình sẽ thực hiện hai phép giãn nở và một phép co. À, cái độ dày hai phép giãn nở và phép co này nó sẽ bằng nhau. Đấy, thì khi đấy là cái đối tượng nó sẽ được giãn nở. Đấy, đưa về cái kích thước ban đầu ấy. Thì đây là thầy sâu cái phần phép toán là background subtraction nhé, background segmentation. Đây. Thì cái phép toán này là mình giả thiết là chạy cho video nhé. Bởi vì mình muốn phát hiện đối tượng chuyển động trong video thì mình phải có một chuỗi các cái ảnh liên tiếp nhau đúng không, chứ không phải là hiện cho ảnh tĩnh đâu. Đấy. Thì đây là ví dụ như thầy đọc vào một file ảnh này đúng không, thầy đọc file ảnh này thì dùng cái thư viện là video capture. Như hôm trước phần thầy giới thiệu trong cái phần hai vui rồi đấy, thì sử dụng cái class video capture này. Đấy, thì gọi cái hàm là open đúng không, open cái file video file. Thì bạn có thể thay cái file video này bằng cái link của camera được. Đấy, thì khi đó nó sẽ chặn cái camera đúng không? Sau đấy thầy sẽ capture cái frame đầu tiên nhé, cái frame đầu tiên này này. Đấy, capture frame đầu tiên đấy, xong thầy sẽ chuyển nó sang ảnh của gray. Và cái thầy sẽ xét cái frame đầu tiên này, thì giả thiết cái frame đầu tiên này là nó sẽ là background đúng không, thì thầy sẽ clone nó ra, thì copy nó ra một cái ảnh mới gọi là background đấy. Thì thầy sẽ sử dụng cái ảnh này như là ảnh background đấy. Thì sau tiếp theo này là cái chuỗi ghi các cái chuỗi frame tiếp theo của video nhé, thì thầy sẽ đọc từng frame một đúng không. Sau đấy thầy sẽ thực hiện cái phép Gaussian blur này, khử nhiễu. Xong tiếp theo là thầy sẽ trừ cái ảnh hiện tại. Đây, cái ảnh hiện tại là current gray này, trừ cái ảnh nền đúng không, thì sẽ ra cái ảnh hiệu đấy. Sau đấy sẽ thực hiện các cái phép biến đổi morphology với ảnh hiệu, thì sẽ ra được cái ảnh cuối cùng là cái foreground refine này này, chính là cái thuật toán mà sau khi mình biến đổi morphology, biến đổi hình thái học đấy, khử nhiễu rồi cắt tỉa các cái điểm nô ra và lấp đầy trục trống đúng không? Thì thầy sẽ được cái video này, thì bây giờ thì chạy cho xem nhé. Đây, thì đây thầy có này, đây là current image này đúng không, background image này đấy.
đúng không? Thì khi đấy cái phía này nó dễ chất xuất hiện đúng không? Thì cái ảnh hiệu của nó đây nó gần như bằng không hết, thì cái foreground image nó sẽ không có đấy. Thì bây giờ thầy bắt đầu capture các cái frame tiếp theo nhé. Đây, object xuất hiện rồi đúng không? Đấy, thấy chưa? Thì bạn em thấy đây này, cái different image này, tại cái vị trí mà object xuất hiện đấy, thì cái ảnh hiệu này nó có giá trị rất lớn. Đấy. Còn những cái vị trí mà không có object xuất hiện thì nó vẫn bé thôi. Thì những cái vị trí đấy người ta vẫn gọi là nền đúng không? Còn cái vị trí đấy mà có object xuất hiện thì người ta phải gọi là foreground image. Đấy. Thì các em thấy là cái foreground image này, này nó sẽ vẫn có những cái vùng đen đen. Ví dụ như cái đoạn đen đen này là tóc của đối tượng, nó tương tự với cái màu bảng đen đằng sau đúng không? Thì cái thuật toán background selection hoạt động không tốt đấy, hoặc là nó sẽ có nhiễu, ví dụ các cái đốm trắng xung quanh chân này nó là nhiễu này đấy. Đấy, hoặc là bạn thấy đây là cái diễn biến của cái đối tượng này đấy. Thì bây giờ thầy sẽ thực hiện cái phát toán hình thái học đúng không, để khử nhiễu và nối lấp đầy các cái chỗ trống trong đối tượng lại với nhau đấy. Thì bạn thấy là cái ảnh cuối cùng là cái ảnh foreground refine này này, thấy chưa? Nó chính là cái ảnh của đối cái ảnh thị phân phân vùng của đối tượng này. Đấy. Thì em thấy là thầy đã check được cái ảnh phân vùng của đối tượng này rồi, đúng không? Thì sau khi cái ảnh phân vùng đối tượng này, thầy sẽ sử dụng cái hàm file contour kia để tìm đường biên, đối tượng. Và cuối cùng thì thầy sẽ tìm được cái hình chữ nhật bao quanh đối tượng đấy. Đúng không? Thì khi mà object di chuyển trong ảnh này, thì thầy vẫn là lấy được các cái phần thầy vẫn theo dõi được cái điểm mà đối tượng này di chuyển đến. Đấy, thấy chưa? Thì đây chính là cái thuật toán đơn giản nhất để tìm đối tượng chuyển động trong video camera nhé. Chỉ đang muốn thuốc. Đấy, thuật toán này nó đơn giản, nó chỉ có mấy dòng lệnh như này thôi mà mình đã tìm được đối tượng chuyển động rồi, đúng không? Thì cái bài toán này rất là hay được dùng trong cái hệ thống camera theo dõi giám sát này. Ví dụ như bọn em muốn phát hiện người đột nhập chẳng hạn, đúng không? Thì trước hết là bọn em phải phát hiện được đối tượng nó nằm ở đâu trong ảnh, đúng không? Thì sau đấy mình sẽ theo dõi xem đối tượng nó có thuộc cái vùng mà mình theo dõi không, đúng không? Nếu mà đối tượng nó đi vào một cái vùng mà mình gọi là vùng cấm ấy, thì mình gọi nó là cái đối tượng đột nhập trái phép chẳng hạn đấy. Thì đây chính là một cái bước đầu tiên của cái bài toán theo dõi đối tượng, phát hiện và theo dõi đối tượng. Tiếp theo là cái thuật toán frame difference đúng không? Thì thay bằng trừ nền thì họ sẽ trừ hai cái frame kế tiếp đúng không? Thì bởi vì nó là hai frame kế tiếp nhau thì nó sẽ không bị ảnh nhiễu, ít bị ảnh bởi nhiễu và sự thay đổi của nền. Đấy. Thì khi đấy thì khi mà cái ánh sáng nó thay đổi liên tục ấy, ngày đêm ấy, thì cái frame mình thay đổi theo mà, cho nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc thay đổi ánh sáng đúng không? Nhưng mà cái thuật toán này nó có một cái điểm yếu rất là lớn, đấy là nó không tách được toàn bộ đối tượng. Khi mà đối tượng là đồng nhất nhá, đồng nhất và lớn ấy, thì nó chỉ tách được cái vùng đường biên của đối tượng thôi. Đấy. Và đôi khi nó sẽ lấy thêm cái phần ảnh của background vào. Đấy. Thì cái thuật toán mà frame difference thì đây thầy cũng làm ví dụ đây rồi. Đấy, thấy chưa? Đúng không? Frame difference. Thì như nào? Thì cũng đầu tiên là cũng là đọc video rồi đúng không? Thì sẽ đến đây này. Thầy sẽ có một cái hai cái frame gọi là previous frame, tức là cái frame trước đúng không? Cái current frame là cái frame hiện tại. Đấy. Thì mình thuật toán này thay bằng trừ nền thì mình sẽ tính hiệu giữa hai cái frame liên tiếp nhau thôi. Trong đấy thì cũng đến cái bài toán xử lý hình thái. Đấy. Đúng không? Thì nó cũng tương tự, nhưng mà để xem chạy xem kết quả là thế nào nhé. Đây, thì đây là frame trước và frame sau, đúng không? Đấy.
Thì như vậy em thấy này, đối tượng bắt đầu xuất hiện đấy. Thì bọn em để ý nhá. Thì đây là cái ảnh hiệu này đấy. Thì bọn em thấy là cái đường bao của đối tượng đúng không, thì nó sẽ có cái độ khác biệt lớn đúng không. Còn ở trong cái vùng giữa đối tượng này, nó là cái đối tượng đồng nhất này. Thì khi đối tượng di chuyển này, thì hiệu giữa hai cái vùng này nó sẽ gần như là không đổi. Đấy, nên bạn thấy cái ảnh hiệu nó chỉ phát hiện được đường bao của đối tượng thôi, đúng không? Và cái đường bao này nó sẽ, một là nó sẽ phụ thuộc đối tượng này, hoặc là hai là nó sẽ thuộc vào background. Đấy, cho nên nó sẽ rất là gây nhầm, dễ gây lầm nhầm là vì nó tính cả thông tin của background vào trong vùng của đối tượng. Thì vậy khi mà mình muốn phân tích ảnh thì đôi khi mình sẽ phân tích nhầm là thông tin background vào. Đấy. Thì cái thuật toán này thường người ta chỉ sử dụng để phát hiện là xem có đối tượng chuyển động trong ảnh hay không thôi, đúng không? Còn nếu mà đối tượng nó không chuyển động, nó đứng yên ấy, thì khi đấy hai frame nó không biết, sẽ không khác biệt nhau. Và khi đấy cái ảnh nó sẽ bằng không, ảnh hiệu nó sẽ bằng không thôi. Cho nên là nếu mà đối tượng nó không chuyển động gì thì nó cũng không phát hiện được. Đây nó cũng là một cái điểm yếu nữa của cái thuật toán frame difference, đúng không? Thì đấy, thì cái thuật toán này người ta chủ yếu là dùng để phát hiện xem có đối tượng chuyển động trong ảnh hay không thôi nhé. Còn người ta ít để sử dụng để tách biên đối tượng lắm, bởi vì cái biên đối tượng nó đưa ra là không chính xác. Đấy, thì đây là kết quả, đúng không? Thì nó cũng rất là tương tự như kia. Thì sau khi mà mình xử lý xong, đúng không, thì mình lại sẽ copy cái ảnh ban đầu này sang cái ảnh trước đấy, đúng không? Thì khi mà mình capture cái frame mới ấy, thì cái ảnh hiện tại nó lại thành cái ảnh cũ đấy. Thì mình chuyển copy sang ảnh, thế thôi, nó rất là đơn giản đấy. Thì đấy là hai cái thuật toán background subtraction và frame difference, đúng không? Nhưng còn một cái vấn đề như thầy nói lúc nãy là làm sao để mà xác định được cái ảnh background đấy, và làm sao để mà cái background nó đối phó được với cái sự thay đổi, nhất là sự thay đổi ánh sáng, đúng không? Thì khi đấy người ta sẽ xây dựng cái gọi là background modeling đấy. Thì người ta đọc cái mà người ta hay dùng nhất là cái phân bố chuẩn Gaussian đấy. Thì người ta quan sát ấy, thường cái background của một đối tượng mà nó sẽ tuân theo cái phân bố chuẩn Gaussian. Cái phân bố Gaussian là cái phân bố như nào, và nó sẽ có một cái giá trị trung bình này. Đấy, nó sẽ là giá trị trung bình của một pixel nhé, theo thời gian, đúng không? Và nó có một cái độ lệch chuẩn đấy, cái giá trị trung bình nghi và cái độ lệch chuẩn delta. Thì cái độ lệch chuẩn delta này thì mình sẽ tính, nó sẽ có cái công thức tính ấy. Thì bọn em search trên mạng này, thì nó sẽ ra cái công thức tính của độ lệch chuẩn Gaussian nhé, nó cũng dễ thôi đấy. Thì khi đấy người ta sẽ tính xác suất để một cái điểm ảnh mà nó có thuộc cái phân bố chuẩn Gaussian này không ấy. Thì đấy là cái hàm FT để tính xác suất này, đúng không? Thì khi mà cái FT này mà nó lớn hơn một cái giá trị phi đấy, thì chứng tỏ cái điểm ảnh này nó nằm trong cái phân bố của background. Và khi đấy nó điểm ảnh đấy, nó người ta gọi, nó sẽ gọi cái điểm ảnh đấy là thuộc background luôn đấy. Thì như cái lược đồ, cái biểu đồ phân bố xác suất của cái phân bố chuẩn Gaussian đấy, thì trong cái giá trị trừ 3 delta này đến 3 delta này, nếu bất kỳ một cái điểm nào mà nó rơi vào trong cái khoảng trừ 3 delta đến 3 delta này, thì nó sẽ có 97%, đúng không? 97% là nó thuộc cái phân bố Gaussian đấy. Thì khi đấy, thì khi có một pixel ảnh mới đến ấy, thì bọn em sẽ so tránh cái độ lệch của nó với cái giá trị trung bình này đấy. Nếu mà cái độ lệch đấy mà nằm trong cái giá, trong cái khoảng trừ 3 delta đến 3 delta nhé, thì nó là có khả năng lớn nó thuộc vào background ấy, nó có đến 97% nó thuộc vào, đúng không? Đấy, thì đấy là cái cách mà người ta phải xác định xem cái điểm ảnh đấy nó có thuộc vào background hay không. Tức là người ta sẽ xây dựng một cái phân bố chuẩn Gaussian của cái điểm ảnh đấy theo thời gian, đúng không? Xong đấy họ tính độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đấy, xong đấy họ so sánh. Thì cái hàm mà tính xác suất này thì nó hơi phức tạp, nên thường người ta sẽ không dùng, mà người ta sẽ dùng cái công thức thứ hai, cái gần bằng này
Đấy, thì khi đấy người ta sẽ so sánh cái giá trị của điểm ảnh hiện tại nhé, cái giá trị trung bình của cái điểm ảnh đấy theo thời gian đúng không? Nếu mà nó nhỏ hơn k lần cái độ lệch chuẩn đấy thì nó sẽ thuộc background đấy. Thì ở đây người ta thường chọn k là từ 2.5 đến 3 nhé. Đấy, từ 2.5 đến 3 người ta sẽ chọn k như vậy. Thì như đây như thầy nói là bây giờ để mà đối phó với cái việc mà ánh sáng nó thay đổi ấy, thì họ sẽ cái background model họ sẽ không giữ nguyên đâu, mà họ sẽ update từ từ đúng không, theo một cái hệ số alpha gọi là learning rate đấy. Đấy, thì cái update cái model này người ta sẽ update như nào, người ta tính cái giá trị trung bình mới ấy, thì sẽ bằng cái giá trị trung bình trước đấy đúng không. Ví dụ như trung bình mới là trung bình giá trị trung bình của điểm ảnh xy tại thời điểm t cộng 1 này này, thì nó sẽ bằng giá trị của trung bình của cái điểm ảnh xy tại thời điểm t nhân với cái hệ số 1 trừ cái alpha là 1 trừ learning rate đấy, đúng không, cộng với lại cái giá trị điểm ảnh tại điểm ảnh xy thời điểm t nhân với lại cái learning rate. Và cái learning rate này thường người ta sẽ chọn nó bé thôi, để khi mà update ảnh ấy, thì nó sẽ update từ từ đúng không, thì nó sẽ không khi đấy thì nó sẽ thì có sự xuất hiện của đối tượng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái giá trị của cái background này. Thì đấy thì cái alpha này thường sẽ chọn là khoảng độ 5/1000 gì đấy hoặc là 5/10000 đấy. Thì tương tự cái việc update cho cái giá trị trung bình, họ cũng sẽ update cho cái standard cái mức độ lệch chuẩn đúng không, thì gọi là standard deviation đấy. Thì họ cũng tương tự họ sẽ tính cái mức khác nhau giữa cái ảnh mới này và cái hiện tại này. Đấy, cái ảnh mới đây người ta sẽ gọi là cái độ lệch mới đúng không, thì độ lệch mới nhân với alpha này cộng với 1/alpha nhân với cái độ lệch của cái thời điểm t thì sẽ ra cái độ lệch chuẩn mới ở cái thời điểm t cộng 1 đấy. Alpha là learning rate đấy, đơn giản như vậy thôi đúng không? Thì ở đây chính là code của cái single Gaussian đấy. Thì đơn giản bởi vì đây là mình sẽ cái background mình sẽ update theo thời gian được nhé, nên là mình sẽ cứ đơn giản là mình xét cái frame đầu tiên là giá trị trung bình đi. Đấy, mình sẽ check cái frame đầu tiên là giá trị trung bình. Nhưng mà đây là vì mình sử dụng số thấp phân nên tất cả mình chuyển sang dạng dữ liệu CV32F hết nhá, đúng không? Thì cái giá trị đầu tiên, ảnh đầu tiên này, cái frame ảnh đầu tiên sát về giá trị trung bình của ảnh này. Còn cái độ lệch chuẩn này, tất cả đều sát về giá trị 15 hết nhá. 15 bởi vì người ta chọn con số 15 này này, bởi vì nó thường là ngưỡng để mà tách đi so sánh với những môi trường đúng không? Những môi trường thường nó sẽ bé hơn 15 đấy. Còn cái sự khác biệt mà khi xuất hiện object ấy, đối tượng ấy, thì nó sẽ lớn hơn 15 đấy, nên người ta chọn tại sao mà người ta thường chọn cái con số 15 là như vậy đấy. Thì sau đấy mình sẽ so sánh đúng không? Mình sẽ tính cái độ lệch cái độ lệch cái frame hiện tại đối với cái ngưỡng trung bình này, cái trung bình của cái phân bố Gaussian đấy đúng không. Sau đấy họ sẽ so sánh với k lần cái độ lệch chuẩn này, cái STD này là độ lệch chuẩn này. Nếu mà cái độ khác biệt cái độ lệch giữa hai cái ảnh, cái ảnh hiện tại với cái ảnh cái giá trị trung bình của cái phân phối chuẩn Gaussian lớn hơn 2.5 lần cái độ lệch chuẩn đúng không, thì cái điểm đấy nó sẽ thuộc vào foreground đúng không. Thì đây cái foreground 8U chính là bằng cái kết quả của việc so sánh cái ảnh nhãn hiệu và cái độ lệch chuẩn nhân 2.5 lần. Ở đây thì chọn nhá, ở đây thì chọn cái ngưỡng k này là 2.5 nhá. Nhiều người có thể chọn bằng 3 đấy, hoặc là lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy đúng không. Thì sau khi chọn thì thầy sẽ được cái ảnh foreground đúng không, và tiếp theo là thầy sẽ update background này đúng không, background cái giá trị trung bình của độ của cái phân phố Gaussian mới sẽ bằng
đúng không? Cái phân phối cái độ lệch chuẩn cái giá trị trung bình cũ nhân với 1 trừ alpha và cộng với alpha nhân với cái giá trị hiện tại, đúng không? Tương tự mình sẽ là cái việc update của cái độ lệch chuẩn đấy, thì cuối cùng là mình sẽ được cái gọi là Gaussian model đấy. Thì nó hơi khó hiểu tí, nhưng mà bọn em mà hiểu được cái phân phối chuẩn Gaussian model thì bọn em sẽ hiểu được cái này nó hoạt động như nào. Còn một cái cuối cùng gọi là mixture Gaussian, đúng không? Background modeling. Thì background nó là tổng hợp của nhiều cái Gaussian model, thường là sử dụng ba model. Tại sao lại phải như vậy? Bởi vì cái Gaussian model cái kia nó chỉ model được cái trường hợp background tĩnh thôi, tức là background nó không chuyển động, đúng không? Mà trong thực tế thì bọn em thấy là ví dụ như là cái ảnh của cái ngọn cây ấy, đấy, hoặc là thường là rung động theo gió chẳng hạn, đúng không? Thì khi đấy là nền cái background nó không gọi là tĩnh nữa, mà cái giá trị cái điểm ảnh của pixel tại cái background đấy nó thay đổi theo theo theo, theo cái tần số của gió ấy. Đấy thì khi đấy cái việc thay đổi đấy nó dẫn đến là một một cái Gaussian model không 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 đủ đấy, thì khi đấy người ta phải sử dụng nhiều nhiều Gaussian model để người ta thể hiện cái sự rung động đấy. Thì theo kinh nghiệm ấy, thì thường là ba model là đủ thôi đấy, cho nên là thường cái mixture Gaussian này nó sẽ xét cái số lượng model là ba. Tất nhiên là nhiều model thì nó sẽ chính xác hơn, nhưng mà nhiều model thì cái việc tính toán nó sẽ lâu hơn, đúng không? Bởi vì khi mà người ta muốn so sánh cái pixel đấy nó có thuộc background hay không, thì người ta sẽ so sánh cái pixel đấy nó có thuộc một trong cái model của background hay không đấy. Mà nếu mà nhiều model quá thì cái việc so sánh nó sẽ mất công, bởi vì người ta sẽ sử dụng cái background, cái Gaussian model này cho tất cả pixel trong ảnh đấy, cho nên là cái việc tính toán nó sẽ rất là lâu, đúng không? Nhưng bọn em biết là một ảnh nó có bao nhiêu pixel rồi, nó rất là lớn, nên mà nếu mà mình cứ so sánh toàn bộ như thế mà cái số lượng Gaussian model nó lớn hơn thì cái thời gian tính toán rất là lâu, trong khi người ta tính là nếu mà ba model là đủ tốt rồi, còn nếu mà tăng cái số lượng model lên đấy thì cái chất lượng nó cũng không tăng là bao nhiêu cả. Đấy, tại sao người ta dùng Gaussian model ba. Thì bài học hôm nay là kết thúc ở đây nhé. Thì bọn em để ý này, mấy cái này, đúng không? À, mấy cái biến đổi phát hiện biên này. Đấy, xong là biến đổi file transform, nữa là rotate ảnh ấy. Tiếp theo là đến cái bài toán liên quan đến histogram, đúng không? Sau đấy là phát hiện biên contour, và cái quan trọng là cái kỹ thuật toán phát hiện đối tượng chuyển động này. Đấy. Thì bạn em có thấy bài học hôm nay có khó hiểu không? Alo. Về xem lại được. Có. Nói chung cũng hơi mơ hồ, đúng không? Vì bọn em chưa chưa trải bao giờ. Thì cố gắng bọn em thực hành được thì bọn em mới hiểu được. Về thực hành nhiều vào nhé. Rồi. Thì bài học hôm nay kết thúc ở đây rồi nhé. Thì thầy sẽ không ra bài tập lớn nữa, mà thầy sẽ post cái slide lên trên trên mạng. Bọn em về cố gắng, ở trên đấy nó có code nên mở rồi đấy. Thì bọn em cố gắng thực hành theo nhá. Đấy, cố gắng thực hành theo, cái đoạn nào không hiểu thì cứ inbox cho thầy, thầy sẽ giới thiệu sẽ giải thích. Cố gắng thực hành nhiều vào nhá. Thì thời gian nó cũng không có nhiều, nó chỉ có 3 tuần thôi, mà dạy mà mình muốn toàn bộ thì không được, nên thầy chỉ đưa ra cái khái niệm thôi. Để bọn em biết là xử lý các cái bài toán trong computer vision thì sẽ sử dụng các cái lĩnh vực nào của OpenCV, thế thôi, đúng không? Còn muốn sâu hơn thì bọn em phải tự đọc hiểu đấy. Mà nói chung là đến cái tầm của sinh viên đại học rồi thì tự học vẫn là chính thôi, chứ còn thầy mà cứ giảng như là lớp cấp 1, cấp 2 hoặc là cấp 3 thì không được, đúng không? Vì tùy vào cái lĩnh vực của em muốn chuyên sâu vào cái nào thì bọn em nghiên cứu sâu vào cái đấy. Bọn em mà làm được cái xử lý ảnh này thì tốt này, nhu cầu bây giờ rất là nhiều, nhu cầu rất là nhiều, lương cao cao lắm cao gấp đôi.